mình là Linh. Hãy cùng mình về đại học Đại Hồng, hỏi nhanh đáp gọn ngành marketing nhé. Let's go. Chào anh Tâm. Xin chào. Là đơn agency của mình là làm hết sức, tận lửa hết mình, có đúng như vậy không ạ? Chính xác rồi. Khi mà tham gia với môi trường agency thì các bạn sẽ được tham gia vào trong 800 cái buổi brainstorm và được tham gia cả 8.000 buổi họp để thực hiện một cái proposal. Không những thế nè, còn phải chạy 7-9.000 cái deadline. Nhưng mà không chỉ tự như vậy, nhưng mà các bạn còn có được thể hiện cái sự buông lỏng của mình khi mà được ăn hẳn với lại những cái khách hàng, những đối tác của mình để mà thực hiện những cái ý tưởng, được thể hiện cái sự bao bay bổng của mình thông qua những cái thước phim, những cái bộ ảnh và ăn ý. Nhưng mà sự bung lửa ở đây nha, còn có thể các bạn ở môi trường sinh trẻ như vậy thì các bạn có thể thể hiện cái sự cá tính riêng của mình. Thì hiện nay anh thấy trên thị trường thì có một số cái đơn vị giáo dục, trường đại học họ có cái chương trình giảng dạy mang tính là áp dụng thực tiễn cũng như là tạo một môi trường để sinh viên được cọ sát, được trao dồi kỹ năng đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Như là ở đại học Đại Hồng thì anh thấy đang có một cái tinh thần là học thực tế, làm thực chiến. Thì ở trong xanh nghĩ là mọi người cũng tham khảo cái khóa học ở đây để mình có thể tìm kiếm cơ hội cho tương lai. Dạ, cảm ơn anh. Các bạn ơi, khi trở thành sinh viên ngành marketing tại Lạc Hồng, các bạn sẽ được học thực tế, làm thực chiến với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và rất nhiều cơ hội được thực tập tại hơn 800 doanh nghiệp liên kết với Lạc Hồng. Hãy theo dõi fanpage Đại học Lạc Hồng để cập nhật những thông tin mới nhất về ngành marketing nhé. Xin chào tạm biệt.